Đây mọi người ơi, mình đã đến thăm nhà tù lớn nhất ở Seoul này rồi mọi người nhé. Nhà tù này bây giờ thành viện bảo tàng lịch sử ấy. Bây giờ vào mua vé mọi người nhé. Như phải mua vé đúng không? Có mua vé không? Như không mua vé mọi người ạ. Đây rồi. Nó rộng lớn thế này cơ mà. Bây giờ ở đây người ta không cho quay phim mọi người ạ. Năm ngoái rồi cho quay phim, năm nay không được cho quay phim. Đây là những bức ảnh mà hồi xưa là tù nhân Hàn Quốc mọi người bị quân đội Nhật bắt giữ ấy, thì hầu như tù nhân ở đây là tù nhân cách mạng nhá, ở thời chiến tranh thế giới ấy. Đây là người ta mô phỏng về một nhà tù là nơi hành quyết với mọi người đi vào trong nhá. Thì là sẽ được xem cái mô phỏng về lời hành quyết của quân đội Nhật hồi xưa mọi người. Đây là những người bị hành quyết này. Có cả theo phong trào giải phóng ấy. Còn đây là mọi người nhìn thấy cái dây chưa? Đấy, chính là nơi hành quyết đấy mọi người của quân đội Nhật ấy. Người ta mô phỏng lại cái buồng giam. Bây giờ mình sẽ xuống phòng biệt giam mọi người nhé. Đây phòng biệt giam này. À quên, không phải phòng tra tấn. Đây là phòng tra tấn đấy mọi người ạ. Đấy, để phòng tra tấn tù nhân. Sợ đấy. Đây là cái hầm tra tấn tù nhân đấy. Đây này, đây là tù này. Chỗ nhà giam. Nhà giam đấy. Đây là nhà giam tra hỏi tù nhân đấy mọi người ạ. Người ta đang tra hỏi đấy. Cái này của Nhật đấy. Đây phòng giam này. Sợ nhỉ. Đây phòng tra hỏi này. Phòng tra hỏi tù nhân ấy. Cái xiềng xích kìa mọi người kìa. Như trong phim ha. Đây này, đây là phòng tra hỏi mọi người này, mọi người như roi kìa. Đấy. Sinh viên các nước đến đây này. Đây là phòng biệt giam mọi người này, phòng biệt giam ấy. Sợ nhỉ. Tối om mà. Không nhìn thấy cái gì cả ấy. Đây là người trong đây mọi người này. Mọi người nhìn thấy không? Đây là mấy cái củi nhốt hồi xưa này. Có mấy cái trông mọi người. Cái trông này. Sợ nhỉ. Tra tấn này, tra tấn tù nhân ấy. Đây này. Đây, cho người ông đấy nó tra tấn. Đây cái chỗ này nó đút cơm mọi người này. Cái chỗ này nó đút cơm vào trong nhà tù ấy. Thế mọi người nghe gì chưa? Tù nhân trong đây này. À, mấy căn phòng biệt giam này. Đấy, nó chỉ mấy mét vuông như này thôi. Đây này, người có một tí ở kia cái thùng phân ấy. Thùng đi vệ sinh rồi. Hồi xưa chỉ có đèn, bây giờ hiện đại nó có đèn. Sợ nhỉ. Cái tủ này hồi xưa là tra tấn đấy mọi người ạ. Nhốt kiểu như là nhốt đứng ấy. Nhốt đứng trong đây này. Đấy, tra tấn đứng ấy. Không cho nằm, chỉ cho đứng thôi. Đấy. Kinh nhỉ. Nhà tù nó hoành tráng này cơ mà. Nhà tù này là xây theo phong cách của Pháp nhỉ. Ở đây công viên cũng đẹp này mọi người này. Nó xây công viên thì cũng đẹp ha. À, chỗ kia là cái mê cung ấy mọi người. Cái kia là mê cung nhá. Đấy. Đi ra vào mê cung xem có hay hay. Vào xem như thế nào nhá. Đây là cái mê cung thì vào không biết đường ra luôn. Đấy. Người ta xây làm gì nhỉ? Cái cơ mô heo. Đây đứng từ trên nhìn xuống mọi người này. Như cái mê cung luôn. Đấy. Như cái quạt đấy mọi người. Nó hình cái quạt đấy. Đây là cây than khóc mọi người ạ. À, các tù hồi xưa là hay bám vào cái cây này. Để cái cây nó đổ còn đâu nữa. Đấy.
từ tù bám vào cây này kiểu than khóc này, kiểu như là như lời nói cuối cùng ấy, kiểu thế. Đây là cờ Hàn này. Đấy. Bây giờ mình vào tòa nhà Hành Quyết mọi người nhé. Bên trong là tòa nhà Hành Quyết ấy. Đây là nơi hành quyết các tù nhân này. Đây là hành quyết nhá. Bạn nhìn cái dây chưa? Đấy. Đây là hành quyết này, sợ nhỉ. Trông ở đây gần hơn này. Đây bạn nhìn cái dây chưa? Đấy, cái lời lưu hành quyết ấy. Đây cái ghế người ta chắc là để cho quan nó ngồi. Sợ nhỉ. Bao nhiêu năm rồi? Cái lỗ kia để cho xác chết xuống ấy. À, cái chỗ này là bao nhiêu người đi qua rồi. Kiểu nơi chở cái ấy đấy. Hành quyết xong nơi chở lên. Đây là cái hầm mọi người này. Nhật nó đào lên ấy. Đi qua hầm đi vào thành phố ấy. Hay à? À, hôm nay ấy, mình lên trên đây ấy, thì là ở Hàn Quốc người ta đang kỷ niệm 100 năm ấy, à được 100 lẻ mấy năm ấy, lẻ 6 năm của nhà tù này mọi người. Thì người ta miễn phí vào cửa ấy. Nên là hôm nay người dân Hàn Quốc với cả sinh viên ấy, học khoa lịch sử ấy, người ta lên đây người ta tham quan. Tại vì cái nhà tù này ấy là nơi chứng kiến rất nhiều các cột mốc lịch sử của Hàn Quốc ấy. À, bây giờ trở thành bảo tàng lịch sử Hàn rồi. À, đây là cái giếng duy nhất trong nhà tù nhá. Đấy, đấy nhá, có 3 cái cơ nhưng mà người ta lấp 2 cái rồi, còn 1 cái này. Bây giờ cỏ xanh um tùm rồi. Cái giếng này được làm nơi kiểu như là giặt giũ đồ các thứ của tù nhân đấy mọi người. Đây này. Đấy. Đây là tòa nhà dành cho người bị bệnh phong mọi người. Hồi xưa ở Hàn Quốc ấy thì bệnh phong cũng làm trong những mọi loại bệnh mà kiểu như tàn phá. Tàn phá đất nước Hàn Quốc này này. Mọi người có thể nhìn từ trên nhìn xuống nhá, cái tòa nhà này bị cô lập ấy mọi người. Nhìn từ trên nhìn xuống rất đẹp mọi người nhá. Nhìn từ trên nhìn xuống rất là đẹp mọi người nhá. Đẹp ha. Cái nhà tù này ấy thì nó cũng khá lớn ấy, nhưng trong thời chiến tranh Nhật ấy thì người Hàn Quốc này, người Triều Tiên ấy, người ta đã được cái giải phóng ấy. Thế nên là cái tòa nhà này nó cũng bị thu hẹp lại dần nhá. Bây giờ mình ra check in cái lá cờ Hàn Quốc kia mọi người nhá. Thì cái lá cờ này được người Hàn Quốc treo lên để chứng tỏ là mình đất nước Hàn Quốc đã độc lập ấy. Nhìn rất là đẹp nhá. Ra chụp ảnh nhá. Ở cái chỗ này nhiều người check in lắm mọi người ạ. Chỗ này đẹp nhất mà, đẹp nhất chính ấy. Đây nhiều người check in ở chỗ này lắm. Bây giờ mình vào thăm tù nhá. Chỗ này này. Bây giờ mình đi tham quan nhà tù nhá. Nhà tù chia thành 3 cửa. À quên, 3 chỗ này. Đấy. Đây là giám mục ngồi đây mọi người này. Giám mục ngồi đây nhá. Đấy. À, bây giờ mọi người đi tham quan nhà tù cùng mình nhá. Xinh ấy, vẽ để tìm được giải phóng của nhà tù ấy, mọi người. Nhà tù này có vẻ ác liệt hơn mọi người này. Đó là bằng sắt. Ở bên trên hình như là cũng có một cái kiểu như là cũng có một cái nhà tù ấy ở tầng trên này. Đấy, cái này bằng sắt mọi người ạ. Đi vào đây không biết là cái gì đây. Để đi vào đây thử nhá. À, trong đây cũng là một cái buồng biệt giam. À, như đây là biệt giam sao? Đấy cũng thế này. Cửa này mở mọi người này.
Đây này, cái phòng của nó như này bé tí này. Ê ơi, như này một người ở làm sao được nhỉ? Đây là cái gì kìa? Đây bên trên này cái cửa sắt thông gió hay sao ấy. Hay ha. À, trong mấy cái phòng này là biệt giam hết đấy mọi người ạ. Nó mở mấy phòng ra để cho xem thôi, thật ra mấy phòng mình sợ bỏ xứ được. Bên trong thì không sợ chưa? À, phòng này rộng hơn tí. Đây là có một phòng giam nó mở mọi người này. Đấy. Phòng này cũng rộng ha. Phòng này rộng này. Rộng rãi nhìn ra bầu trời luôn, có cửa sổ này. Hình như đây là cái mắt mèo hay sao mọi người ạ? Cái mắt mèo đây này. Để cho cái gì này chạy, chủ chạy giam à? Hay chạy giam? Đang nhìn ở đây này. À, theo lịch sử thì cái cây này mọi người, cây thông này này cũng có lịch sử cả trăm năm rồi mọi người nhé. Nói chung ở đây người Hàn Quốc người ta bảo tồn di tích hay lắm. Cả trăm năm rồi. À, mình theo dòng sự kiện ấy thì vừa rồi mình được biết rằng là cái nhà tù này ấy là có lịch sử hơn cả trăm năm, trải qua hai thời gian chiếm đóng rồi đó. Đó là thời của Nhật với là thời một thời nữa. À, cái phòng biệt giam này này mọi người này, người ta giao nhau giữa ba tòa nhà mọi người, ba phòng nhá, ba lối đi để đến phòng biệt giam ấy, nó giao nhau này đấy, nhìn hay ha. Nó giao nhau giữa ba lối đi. Đây là lối đi duy nhất để vào cái biệt giam bên này. Đây chính là phòng biệt giam thứ ba này, là ngăn ở giữa. Đấy. Người ta chia ra làm ba phòng ấy, bởi vì là các tù nhân chính trị ấy ở Hàn Quốc ấy rất là nhiều. Phòng giam ở đây ấy chủ yếu là các phòng giam về tù nhân chính trị là cầm đầu ấy, gọi là thủ lĩnh. Người ta giam ở đây này. Nhìn đẹp ha, chữ đẹp ha. Đấy. Ở trên tường này vẫn còn cái vết khắc chữ của tù binh mọi người này. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là cái bàn chân của nhà. Đây là bàn chân của tù binh, một tù binh ở trong nhà tù này. Nói chung nhà tù bên này thì là các nhà tù kiểu như là về các tù nhân chính trị ấy, chính trị Hàn Quốc ấy, kiểu như là gọi là sao ta, thủ lĩnh, nên người ta nhốt riêng mọi người ạ. Đây này, đây là các bút vẽ của các tù nhân ấy. Đấy, vẫn còn lưu lại lịch sử nhá. Đây là thư tay ấy, thư tay của các tù nhân ấy. Cũng hay ha. Ở đây thì là buộc biệt giam của các gọi là cho lãnh đạo à. Đúng rồi, lãnh đạo ấy. Nên là có vẻ các phòng này có vẻ là kiểu như tri thức hơn ấy. Đấy. Nhưng mà hồi xưa hoạt động chính trị ở Hà này giống như Việt Nam mình ấy, cũng khổ lắm mọi người ạ. Chứ không sung sướng gì đâu. Đây này, các nhà lãnh đạo ở Hàn Quốc này. Đấy, người ta vẫn kiểu nhớ ơn ấy. Đây là nhà này. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc ấy. À, đây là nhà tù, gọi chung là đây là thuộc nhà tù trí thức ấy, nên là đây họ cũng kiểu như sạch sẽ hơn nè, có mùi kiểu văn kiểu thế ấy. Đây là bộ đồng phục này của nữ mọi người ạ. Đây là những hình ảnh tư liệu hồi xưa mọi người. Đấy. Mọi người muốn xem thì mọi người ấn vào. Đây là nhà tù này. Đấy, nó ra rất to luôn. Đấy. Ở
ấn ấn vô. Mình muốn xem tư liệu nào thì mình mà ấn vào. Nó ra các niên đại lịch sử luôn này. Đến năm 1977 này. Là giải phóng rồi này. Đấy. Đây là nơi hành quyết dưới lòng đất mọi người này. Đấy. Bây giờ nó thành cái ao. Có 290 người bị hành quyết ở đây. Đây là nơi đầu tiên là nhà tù hành quyết. À, có rất nhiều bạn sinh viên ấy ở Hàn Quốc này này thì là đến đây để kiểu như là tham khảo lịch sử ấy của nhà tù ấy. Tại nhà tù này là nhà tù chính trị mọi người nhá, và nhốt tù nhân chính trị Hàn Quốc. Đây là nó diễn ra rất bối cảnh lịch sử rất là lớn ấy. Đấy, ai học khoa lịch sử ấy, đều phải lên đây để gọi cho thực tập ấy, mọi người gọi là thực tập ấy. Cái này là nồi cơm trong nhà tù mọi người này. Nồi cơm hay ha. Đây này, nồi cơm mọi người. Nồi cơm hồi xưa ở trong nhà tù ấy. Đây là cái nền trên nhà bếp cũ của nhà tù của mọi người. Bây giờ nó bị phá rồi đấy. Nên là người ta xây cái bảo tàng yêu ghê đấy. Yêu nước bên dưới này, nó đọng nước bên dưới này. Đấy. Đây là nơi giam buồng nữ mọi người này. Phạm nhân nữ nhá. Người ta xây riêng một chỗ ra cho này. Đấy. Đây nhà chính trị rất nổi tiếng ở Hàn Quốc này. Bạn nào thi quốc tịch chắc biết người phụ nữ này. Đây là phòng giam nữ ấy. Thế nên là đây là những cái kiểu những tư liệu lịch sử hồi xưa ấy. Rồi toàn nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ấy. Rất cao minh. Đây nhà vệ sinh à? Đây là nữ phạm nhân ở đây mọi người này. Họ đều bị hành quyết hết rồi. Đấy nữ phạm nhân này. Ảnh của họ cũng còn lưu mãi trong sử sách Hàn Quốc. Đây biểu tượng cho lòng đoàn kết đấy. Đây này. Biểu tượng người phụ nữ này. Đây là những vật phẩm lưu lại, còn lưu lại mọi người này. Bắt mẹ này. Đấy. Đây đôi giày này. Khổ nhờ. Phụ nữ thời nào cũng khổ hết đấy. Khổ chưa? Bị tra tấn. Và trong đây là cái gương này. Toàn tù nhân chính trị trong đây thôi. Bên trên này. Nhốt trong bốn bức tường này thì ai mà chịu được. Đúng không? Họ đều bị hành quyết hết rồi, chết hết rồi. Đây này. Đây là còng tay mọi người này. Cái còng tay cái tra tấn hồi xưa ấy, tra tấn nữ phạm nhân ấy. Cái 1930 đến 1940 này. Đấy. Khổ nhá. Người ta xây dựng nhà tù rộng thế này cơ mà. Kiểu như là có một khoảng đất rộng ấy để kiểu như là canh giữ ấy. Nằm ở giữa là các tòa nhà tù ấy. Hay ha. Cũng chẳng biết tại sao ở đây người ta không cho quay video chứ. Cầm điện thoại quay thì cũng chả sao, nhưng mà cầm GoPro hay là thì là không được nhá. À, đây là bức tượng ở ngoài nhà tù mọi người này. Đây chính là nữ nữ tù nhân nổi tiếng ấy, cũng là một gọi là cô giáo, hồi xưa của cô giáo ấy mọi người. Đứng lên đứng đầu phong trào khởi nghĩa chống Nhật ấy mọi người.
Đây là tượng ông Song Chế mọi người, hồi xưa là nhà hoạt động cách mạng độc lập ở Hàn Quốc ấy. Đây cổng Tiananmen này. Rất nổi tiếng ở Hàn Quốc mọi người ạ. Đây là cổng Đông Demun mọi người ạ. Cái này liên quan đến Trung Quốc ấy, được xây dựng ở trước điện Môn Đề à. Cái điện đó bị giống như bị phá bỏ ở đấy, thì nên cái cổng này vẫn còn đấy mọi người. Cổng này cũng nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc ấy. Trông cũng cao ha, đi vào trong xem như thế nào nhá. Nhìn hay ha. Nó cao lắm mà. Đây là hai cột trụ này bị phá bỏ rồi. Đấy. Hai cột trụ bị phá bỏ rồi. Nó cao lắm mọi người ạ. Nhìn ngoài trông nó cao, ơi là cao luôn. Trong cái tường gạch đỏ này vẫn còn này. Đấy. Nó xây bằng đá mọi người ạ. Hồi xưa người ta đá lên này. Đây là những viên đá này này. Đã dựng mấy viên đá này. Hay ha. Đó, đây là có cái điện đây này nhưng mà bị phá bỏ rồi. Vlog của mình xin được kết thúc tại đây nhé. Hẹn mọi người vào một vlog tiếp theo. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để xem nhiều video hay ho hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.